Chuyên trang du lịch Việt Nam Nomad mới đây vừa công bố danh sách 10 điểm đến du lịch tốt nhất Việt Nam trong năm 2024 dành cho du khách. Thành phố Hạ Long của Quảng Ninh đứng thứ 5 trong danh sách này. Theo chuyên trang du lịch, thành phố Hạ Long sở hữu di sản kỳ quan thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long với cảnh quan thiên nhiên độc đáo hiếm có. Ngoài ra đến với Vịnh Hạ Long, du khách còn được tham gia nhiều trải nghiệm hấp dẫn như nghỉ đêm trên vịnh, tham quan hang động, trèo kayak, tắm biển, leo núi, thăm làng trài, thử sức một ngày làm ngư dân, khám phá cuộc sống của người dân địa phương với đa dạng trải nghiệm thành phố hạ long và vịnh hạ long phù hợp với nhiều loại hình du lịch đáp ứng được nhu cầu của du khách